Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cấu tạo tủ điều khiển bơm dầu dùng cho máy phát điện dự phòng hiệu Cooler tại dự án. Dự án được sử dụng 3 máy phát điện dự phòng hiệu Cooler. Vì vậy, để đảm bảo nhiên liệu cung cấp cho máy phát hoạt động tốt, thì trong hệ thống bơm nhiên liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Trong đó, tủ điều khiển bơm là thành phần không thể thiếu. Tủ được cấu tạo bằng sơn tĩnh điện. Mặt trước tủ gồm hai bảng hiển thị mức dầu dành cho hai bồn dầu. Bồn dầu bể ngầm được chôn ngoài phòng máy. Bồn dầu hàng ngày có dung tích 3.000 lít được đặt trong phòng máy điện phát. Ba đèn báo pha, các nút điều khiển và các nút nhấn đèn hiển thị. Trong tủ gồm một mạch động lực được bảo vệ sử dụng MCB 50A, 4 MCB cấp cho 4 động cơ, MCB 10A được cấp cho bơm cấp, MCB 6A được cấp cho bơm hồi và một MCB 6A được dùng để bảo vệ tín hiệu. Đây là ba cầu chì dùng để bảo vệ pha, một cầu chì cho nguồn điều khiển, một cầu chì cho mạch điện điều khiển rơ le, một cầu chì cho nguồn màn hình hiển thị, bốn khởi động từ cho bốn động cơ được chia làm hai nhóm, nhóm bơm cấp và nhóm bơm hồi, 19 giơ le liên kết báo trạng thái, mức dầu cao, mức dầu thấp, nhóm bơm hoạt động, một bộ đổi nguồn 220V sang 24V và một ắc quy 12V cấp cho nguồn tín hiệu phao báo mức dầu. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cấu tạo tủ điều khiển bơm dầu dùng cho máy phát điện dự phòng hiệu Cooler tại dự án. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.